Hello, xin chào các anh chị nhà đầu tư nha. Hôm nay thì em lại cứ như lần trước ha, sau khi cái thông tin tích cực lần trước nó ra giảm lãi suất thì em có làm một cái video chúng ta nên mua những cổ phiếu nào ha. Thì các cổ phiếu đó trong video nó cũng đã chạy khá là tốt ha. VNDSI này, CEO này, Đất Xanh này ha anh chị. Và một số các cổ phiếu khác ha, liên quan tới nhóm đầu tư công ha, FCN. Hôm nay thì có một cái video nữa anh chị, video khoảng 5 phút thôi. Đáng lẽ là làm sớm hơn cho anh chị để tham khảo cho tối nay để chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai, nhưng mà hôm nay bận quá ha, stream từ sáng tới giờ chị. Bây giờ bắt đầu là một cái video ngắn 5 phút thôi nha anh chị. Hôm nay thì xin giới thiệu cho anh chị hai cái mã cổ phiếu ha, hai cái mã cổ phiếu mà em đánh giá trong cái quý 2, đặc biệt là trong tháng 6 này sẽ là hai cổ phiếu hưởng lợi khá tốt dựa trên cái tình hình về vĩ mô nha anh chị. Tình hình chính sách vĩ mô của chúng ta là giảm thuế VAT ha, khả năng cao là giảm 2% cho tới 4% nha anh chị. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là giảm lãi suất điều hành ha, của ngân hàng nhà nước đã đưa ra vào ngày 23 tháng 5 ha, áp dụng vào ngày 25 tháng 5. Thì hai cổ phiếu mà em muốn giới thiệu cho anh chị đó là MWG là thứ nhất, đó là cổ phiếu về thế giới di động ha. Với cái tiêu đề hôm nay là chúng ta bắt đáy siêu cổ ha anh chị. Thế giới di động thì anh chị nhìn qua cái bức tranh về tài chính nha. Quý 1 của năm 2023 là một cái quý cực kỳ tồi tệ của thế giới di động nha anh chị. Quý 1 nha, lợi nhuận sau thuế chỉ có 21 tỷ. Anh chị so với cái quý 1 của năm 2022, một năm về trước ha, lợi nhuận của nó là 1.400 tỷ nha. Một cái bước sụt giảm đáng nghiêm trọng nha chị, thì nó đã phản ánh rất là rõ vào trong cái giá rồi. MWG thì chị thấy trong cái quá trình mà nó đã ra báo cáo tài chính quý 1 rồi cho tới hiện tại là gần như tới báo cáo tài chính quý 2 rồi, và lợi nhuận nó giảm cực kỳ lớn nha chị. Nhưng mà cái giá cổ phiếu của chúng ta nó bắt đầu nó tạo một cái vùng đáy khá là dài hạn nha chị ha. Chúng ta nếu mà chúng ta nói về đâu đó báo cáo tài chính của quý 1 ra thì đâu đó tháng 3 tháng 4 nha chị, thì nó đang tạo cái vùng đáy đầu tiên, sau đó một cái nhịp hồi phục ha, khi mà dòng tin là lãi suất về thuế VAT sẽ được giảm nha chị. Đây là thông tin nó ra là thuế VAT sẽ được giảm này, và tiếp tục sau đó giảm tiếp nha chị. Khi mà cái dòng tin nó hấp thụ xong bắt đầu nó giảm tiếp, và tới thời điểm hiện tại nha chị, bắt đầu thông tin nó ra là để được Quốc hội thông qua là chị ha. Thì cái vùng đáy nó đang tạo vùng đáy khá là dài hạn nha chị, đang tạo vùng đáy khá dài hạn nha. Anh chị nhìn trên khung tuần thì nó đang tạo một vùng đáy trung hạn khá tốt, và ở trên cái khung tháng nó đang nằm ở trên một cái ngưỡng trendline cũng khá tích cực nha chị. Nó vẫn đang nằm trên cái hướng trendline lên nha. Nên góc nhìn của em thì thế giới động nó bắt đầu đi vào con sóng mới nha chị. Ha, nó đang triển khai bắt đầu đi vào con sóng mới. Thì chúng ta phải bắt đáy sớm nha. Video này là video bắt đáy nha chị, chứ không phải là video để chúng ta mua đây một cái đà gọi là đà hồi phục tăng ha. Nó là một cái trend tăng mạnh của cổ phiếu nha. Sở dĩ tại sao em cho anh chị mua thế giới động, tại vì thế giới động anh chị, khi mà cái quý 1 quý 2 á, nó bị áp lực khá là lớn khi mà cái doanh nghiệp của thế giới động bên Campuchia, Bluetronic đúng không, nó đóng cửa hàng loạt, và thậm chí là đóng luôn cả cái doanh nghiệp bên Campuchia để nó chuyển thị phần từ Campuchia sang Indonesia nha anh chị. Thay đổi hoàn toàn một cái vùng chiến lược từ một cái quốc gia A sang một quốc gia B, thì nó ảnh hưởng khá nhiều ha. Và anh chị nhớ là sau khi đại dịch đó chị, một số các cái doanh nghiệp làm ăn không thuận lợi, và đặc biệt là các cái doanh nghiệp bán lẻ cũng bị ảnh hưởng khá nhiều ha, sau khi mà cái sức mua của người tiêu dùng nó giảm khá là lớn. Và đặc biệt là thế giới di động nó bị ảnh hưởng trực tiếp là một số các nhóm ngành như là bách hóa xanh này, điện thoại, điện máy này, laptop này chị. Thì trong cái quá trình mà sau dịch đó, thì cái sự bùng nổ về cái việc mà giao thoa lại, trao đổi với lại sử dụng laptop nha chị. Trong quá trình dịch thì cái việc sử dụng laptop để chúng ta làm việc online là khá cao ha, nên cái doanh thu của thế giới di động nó bật tăng khá là dữ dội nha chị. Và sau dịch thì cái lượng hàng tiêu dùng nó vẫn còn đang cao, nhưng mà bắt đầu khi nền kinh tế thấm đòn vào quý 1 năm 2022 này, 2023 này, thì chị cũng nhận thấy là cái lực mua của chúng ta nó giảm đáng kể nha chị, đặc biệt là từ quý 2 ha. Sau cái Tết của chúng ta là cái giá trị và cái năng lực, cái lực mua hàng của chúng ta, chỉ số CPI tiêu dùng nó giảm khá là lớn nha chị. Mặc dù là chúng ta vẫn đang rất là kỳ vọng về một cái sự phục hồi kinh tế, chỉ số GDP tăng hơn 8%, nó cũng khá tích cực, nhưng mà cái sức mua chúng ta giảm lại ha anh chị. Phần nào nó cũng thắt chặt chi tiêu về những cái vấn đề liên quan nhiều tới những cái mặt hàng nó xa xỉ ha, mà những cái mặt hàng mang tính chất là nó không có thiết yếu lắm cho nhu cầu tiêu dùng. Và đặc biệt là thế giới động anh chị, bách hóa xanh cũng đóng cửa này, thế giới động cũng đóng cửa này, sa thải hàng loạt nhân viên, người ta đang cắt giảm chi phí rất nhiều ha. Có nghĩa là doanh thu không cao thì mới cắt giảm cái chi phí và sa thải nhân viên đúng không ạ. Nhưng mà bây giờ khi mà cái chính sách vĩ mô nó đang có tính chất là nó đang kích thích lại cái sự bán lẻ nha chị, bởi vì đâu đó là trên cái tầng lớp vĩ mô người ta nhìn thấy được cái sức tiêu dùng nó đang giảm đáng kể ha. Các cái doanh nghiệp bán lẻ đang bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề sau đại dịch nha chị, cũng như là cái sự phát triển kinh tế của chúng ta bị ảnh hưởng khá nhiều sau khi một cái làn sóng đại dịch diễn ra, và chúng ta vẫn chưa có thể quay về hoạt động kinh doanh mới như trước đây ha. Thì thế giới động chúng ta đang tạo xong cái vùng đáy rồi, thì với góc nhìn của em dựa trên đồ thị kỹ thuật cũng như là những cái vùng tin tức nó ra, thì bắt đầu từ quý 3 cho tới quý tư sẽ là những cái quý hồi phục và quý tăng trưởng nha. Hồi phục và tăng trưởng nó bắt đầu vào quý 3 và quý 4 năm 2023 nha chị. Thì cái quý hồi phục chính là cái quý này. Vào tháng 6 và tháng 7 này chính là cái kỳ hồi phục của thế giới di động và các nhóm ngành bán lẻ nói chung anh chị. Và cái sức mua mạnh nhất thì đối với em khả năng cao nó sẽ đi vào đâu đó cuối năm 2023 và đầu năm 2024 ha. Thì khi mà bắt đầu đi vào chuyển giao cái vùng mà sức cầu cao về cái lực mua của chúng ta về cái những cái dịp Tết, về những cái dịp gọi là lễ hay là những cái dịp mà chúng ta trang bị và chúng ta nhận những cái lương thưởng của cuối năm á, thì khi đó sức tiêu dùng của chúng ta sẽ mạnh hơn. Nhưng mà về cái việc mà kích cầu giá tiêu dùng nó giảm như thế này, thuế nó giảm như thế này, lãi suất cho vay nó giảm như thế này, thì khả năng rất là cao nó sẽ đánh mạnh vào cái nhóm bán lẻ nha chị. Nó sẽ có một cú hích khá mạnh nhóm bán lẻ ha. Thì dựa trên kinh nghiệm của em đã được ở một cái quốc gia đã có áp dụng chính sách này rồi, thì từ 3 tháng đầu tiên áp dụng anh chị, nó tăng rất mạnh với nhóm bán lẻ ha. Cái lực mua của nhóm bán lẻ tăng sẽ rất là mạnh, nên đó là lý do tại sao chúng ta tập trung khá là nhiều vào cái nhóm bán lẻ ha. Đầu tiên là thế giới di động. Thì cái vùng mua thế giới di động là bao nhiêu? Vùng mua của thế giới di động là bây giờ bắt đầu anh chị mới mua cho em cái vùng 38 cho tới vùng 38 tới 38.8 là bình thường ha. Ví dụ như vùng mua hôm nay trong rung viết đã là 38 tới 38.2 rồi, nhưng mà hôm nay vẫn còn vùng mua cho anh chị được nha. Đâu đó là vùng 38.5 nếu như chưa có ha, cho tới vùng 38.9 luôn nha. Anh chị cần vào rung viết hoặc là liên hệ với em để có những điểm mua tốt tích cực hơn ha. Thì có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại dưới đây nha, 0915215247 hoặc là cái ID BCK8 cho chị, chuyển một cái ID về VPS hoặc mở mới em sẽ hỗ trợ cho chị ha. Đây, anh chị vẫn có thể mở mua được nha chị, vẫn chưa chậm đâu ha, vẫn chưa trễ tàu đâu. 38 tới 38.9 nếu như ngày mai có giá này mua cho em nhé. Target của chúng ta đầu tiên sẽ là 43, nhưng mà đối với em đây chỉ là target trong ngắn hạn thôi nha chị. Còn target trung hạn của chúng ta là đâu đó nó sẽ quay về chúng ta vùng 50 tới vùng 55 ha. 50 tới 55 nha chị, đâu đó vùng trên đây này. Ha, 50 tới 55. Đây là target trung hạn nha chị. Nếu như chị đánh từ đây cho tới cuối năm thì chúng ta target 50 tới 55. Còn anh chị đánh mà trong sóng ngắn hạn nhịp hồi như thế này ấy, thì trước mắt chúng ta sẽ có một gì vùng giá là 30 38 chúng ta đánh lên 43 ha, 7 giá nha chị, 7 giá nha. Nhất đó là một cổ phiếu ha. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu Digiworld. Đây cũng là một cổ phiếu bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề ha, mặc dù cái trong cái đại dịch đó nó hưởng lợi rất lớn nha chị. Phân phối trực tiếp những cái dòng điện máy, điện thoại, máy tính, laptop nha. Thì sau đó là một sự bão hòa của thị trường, cũng như là bắt đầu chúng ta quay lại triển khai lại công việc hoạt động bình thường, thì cái lực mua nó giảm đáng kể ha anh chị. Cũng như là cái làn sóng mà ngành hàng bán lẻ nó bị ảnh hưởng nặng nề á, thì cái nhóm bán lẻ nó bị tác động cực kỳ lớn, thì Digiworld cũng bị ảnh hưởng cực kỳ lớn luôn nha chị. Và nó tạo cho chúng ta một cái vùng đáy cực kỳ nặng ha, từ 90 mà nó về đâu đó vùng 25 nha chị. Nó giảm giá cho chúng ta cũng phải hơn 70% rồi giá trị của cổ phiếu rồi ha. Thì bây giờ nó cũng cho chúng ta một cái vùng nền nha chị, tạo một vùng đáy cũng khá là tốt. Đối với em thì tạo một cái vùng đáy trong trung hạn cũng 6 cho tới 7 tuần như này khá tốt, và một cái vùng đáy tháng ha, 2 tháng rồi, tháng thứ 3 tháng này khả năng rất cao, tháng này là xác nhận tạo đáy nha chị. Còn 2 ngày nữa thôi thì khả năng rất cao tháng này là tháng xác nhận tạo đáy nha, sẽ không phá đáy nữa đâu. Thì bây giờ sẽ có điểm mua mới ha. Điểm mua của DGW đã qua rồi nha chị, 33.3 tới 33.8 nha. Còn bây giờ vẫn sẽ có điểm mua mới cho chị được. Đó là cái vùng 33.8 cho tới vùng 34.2. Vẫn có thể mua được cho chị nha, vẫn có thể điểm mua được cho chị ha. Thì chúng ta coi cái target coi tại sao bắt đầu nó chạy rồi, nó chạy được một giá rồi, tại sao em vẫn còn có thể cho chị điểm mua được này. Có nghĩa là trong ngắn hạn thì Digiworld chúng ta target về đâu đó vùng 37 nha, chúng ta đánh khoảng 4 giá nha chị. Nhưng mà về trung hạn và về dài hạn đó chị, thì target của Digiworld nó lên tới vùng 46 cho tới vùng 53 ha. Đối với em cái target đầu tiên của chúng ta sẽ dừng chân ở đâu đó vùng 46 trước nha, đó là target trung hạn. Và cái vùng 53 sẽ là cái vùng mà cái target 53 cho tới vùng 58 á, từ 53 tới 58 sẽ là target dài hạn nha chị. Từ cuối năm tới qua năm sau ha. Thì chúng ta trước mắt kiếm cho anh chị, thì trước mắt chúng ta chỉ có một cái target nhất ở vùng 37 thôi. 37 tới 38 thôi. Anh chị, hưởng lợi thứ nhất là về chính sách bán lẻ giảm thuế VAT. Ha, một trong những cái yếu tố vĩ mô mà đánh giá khá tích cực, đánh trực tiếp vào dòng bán lẻ nha anh chị, đánh trực tiếp vào nhóm bán lẻ và đánh trực tiếp vào cái lực mua của ngành hàng tiêu dùng luôn ha. Cái thứ hai nữa là lãi suất đã giảm. Thì chị cũng biết rồi, những cái ngành hàng bán lẻ này nó cũng áp dụng rất là nhiều chính sách là nó vay đúng không, vay và trả lãi cũng như là trả góp. Thì cái vấn đề giảm lãi suất cộng với lại giảm thuế VAT đó là một cái con bài then chốt để kích cầu bán lẻ cho cả thị trường, cả nền kinh tế chúng ta nha anh chị. Anh chị đừng bỏ qua cái con sóng lớn này của nhóm bán lẻ ha. Tại sao video này có cái nội dung là bắt đáy siêu cổ phiếu là như vậy anh chị? Nó đã tạo những cổ phiếu mà đã tạo vùng nền, vùng đáy khá là dài hạn rồi, thì khi mà nó bật tăng á, chúng ta phải vào trước khi cái nền giá nó tăng ha. Thì khi mà giá nó bật tăng rồi, chúng ta sẽ có lợi nhuận rất là lớn nha chị, rất là lớn. Anh chị chú ý ha. Nếu như anh chị vào hai cái mã cổ phiếu này, anh chị có lợi nhuận thì anh chị có thể liên hệ với em để mở tài khoản hoặc là chuyển này đi về để chúng ta có một cái điểm mua mới sớm hơn, vùng giá tốt hơn và đâu đó là nhiều cái mã cổ phiếu khác nó đẹp hơn ha. Thì chúc anh chị đầu tư thành công với hai cái mã cổ phiếu này ha. MWG và Digiworld, hai cái mã cổ phiếu bán lẻ anh chị nắm cho em trong tháng 6 nha. Hết tháng 6 chúng ta sẽ quay lại xem cái video này nó như thế nào ha. Chúc anh chị ngủ ngon nha. Hy vọng là sáng ngày mai trước giờ giao dịch anh chị có thể là xem được cái video này sớm nhất có thể nha. Chúc anh chị ngủ ngon nha. Bye bye. Hẹn gặp lại quý chị nhà tư ạ.